Gam rơi vào bảng khó tại MSI 2023. Rạng sáng 24 tháng 4, ngay sau khi trận chung kết LEC vừa khép lại, MSI đã tổ chức bốc thăm chia bảng. Mad Lions chiến thắng chung cuộc 3-2, ghi tên mình vào danh sách 13 đội mạnh nhất thuộc 9 khu vực, có nền liên minh phát triển rực rỡ. Xạ thủ Reckless là người bốc thăm cho vòng khởi động gồm 8 đội: Bilibili Gaming từ LPL, G2 từ LEC, Golden Guardians từ LCS, PSG Talent của PSG, Gam của VSET, Detonation Focus Me của LJL, Loud của CBLOL và Movistar R7 của LLA. Gam rơi vào bảng A cùng Bilibili, Movistar, Golden Guardians. Như vậy, 99% đại diện Trung Quốc sẽ đứng đầu bảng. 3 đội còn lại tranh chấp vị trí nhì bảng và một suất cho trận chiến sinh tử Last Chance Qualifier. 2 đội nhì bảng đấu BO5 tìm ra đội thứ 3 đi tiếp vào vòng phân nhánh. Gam đối đầu trực tiếp với Golden Guardians, hạt giống số 2 LCS. Đội này đã đánh bại FlyQuest ở bán kết và thua Cloud9 ở chung kết. Do Movistar là đội yếu nhất bảng, nên khả năng cao Gam sẽ gặp Golden Guardians ở trận tranh vị trí nhì bảng. Đây là cơ hội cũng như thử thách dành cho đội tuyển mạnh nhất VSET vì họ chỉ cần nghiên cứu một đối thủ duy nhất mà thôi. Trong quá trình thi đấu, Gam sẽ quan sát và tìm ra phương án giải quyết đội hạng nhì ở bảng còn lại, tức bảng B. Có thể PSG Talent sẽ là đội nhì bảng B vì đội hạng nhất khả năng cao sẽ là G2. Các trận ở vòng khởi động là BO3, Gam sẽ đấu ít nhất là 2 trận. Nếu thua cả 2 thì hành trình của họ sẽ dừng lại. MSI 2023 diễn ra từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5. Thời gian thi đấu chi tiết sẽ được cập nhật sau.